Minh Khoa mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày 14 tháng 8 của chúng tôi. Thưa quý vị, bản tin hôm nay có các nội dung chính sau. Nhân viên lau công phẫu thuật thẩm mỹ cho khách ở Đà Nẵng. Mâu thuẫn trong lúc nhậu, đối tượng đâm người tử vong. Chích điện giết giờ vì đòi đi hôn, người chồng lãnh án tù. Giam lỏng các cô gái để làm tiếp viên quán karaoke, nhóm đối tượng bị bắt. Trầm buôn lậu 10 tường cùng 24 đồng bọn lãnh án. Sau đây là thông tin chi tiết. Ngày 14 tháng 8, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý thẩm mỹ diện hoạt động chui trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 8, trong lúc kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại cơ sở thẩm mỹ canzin số 368 Hùng Dương, quận Thanh Khê, đội cảnh sát kinh tế và môi trường Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hàng loạt các lỗi vi phạm. Trong quá trình làm việc, chủ cơ sở thẩm mỹ Canxin không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của cơ sở như giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ do Sở Y tế cấp, hợp đồng thu gom rác thải nguy hại và sổ giao nhận rác thải nguy hại với công ty thu gom, chứng chỉ hành nghề của nhân viên làm việc tại cơ sở. Đặc biệt, cơ quan công an còn phát hiện nhân viên cơ sở này là TTT đang thực hiện dịch vụ phẫu thuật can thiệp làm căng da mặt cho khách hàng qua làm việc, bà T không xuất trình được bất cứ chứng chỉ hành nghề nào và cho biết bà chỉ là nhân viên dọn dẹp tại cơ sở. Ngoài ra, cơ sở thẩm mỹ Canjin không xuất trình được các giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hơn 200 sản phẩm vật tư y tế, dụng cụ chất làm đầy, filler, bô thông, sụn mũi, dụng cụ cắt bao quy đầu. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc xử lý nghiêm theo quy định. Ngày 14 tháng 8, Công an tỉnh Bạc Liêu đang tạm giữ Nguyễn Trung TR để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là anh NTV, sinh năm 1982, ngụ khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, lúc 21 giờ ngày 13 tháng 8, tại quán Biệt Lớp Paris Night, đường Võ Văn Kiệt, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, nhóm của anh NTV, sinh năm 1982, Ngụ thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Trung TR, sinh năm 1994, ngụ phường Bình Định thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định, nhậu bàn kế bên. Tại đây giữa TR đã xô xát với nhóm của V. Bất ngờ TR lấy cây dao đâm vào cổ V, sau đó người dân đưa V đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc. Sau khi gây án, TR lên xe rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên được sự vận động của gia đình, TR quay lại, đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bạc Liêu đầu thú thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Ngày 14 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tú, sinh năm 1985, ngụ ấp Mỹ Bình, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, 10 năm tù giam về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2009, Tú và chị TTT, sinh năm 1990, ngụ Cai Lậy, kết hôn và có hai người con chung. Trong thời gian sống chung, Tú và chị T thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về việc Tú chơi cờ bạc thiếu nợ nhiều người. Vì chuyện này, vợ chồng Tú sống ly thân, chị T cùng hai con về sống tại nhà cha mẹ ruột ở thị xã Cai Lậy. Đến ngày 6 tháng 2 2023, do thấy không sống chung với nhau được nữa, chị T làm đơn xin ly hôn gửi đến tòa án nhân dân huyện Tân Phước. Do tức giận việc chị T làm đơn xin ly hôn với mình, nên Tú này sẽ giới định với chị T. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2, Trần Văn Tú dùng dây điện đã chuẩn bị sẵn, cầm đầu có chui cắm vào nguồn điện và đầu dây kia chích thẳng vào chân trái của chị T khi chị đang ngủ tại nhà cha mẹ ruột. Tú để lại đồ vật tại hiện trường, bỏ chạy và bị bắt giữ sau đó. Hội đồng xét xử nhận định, tuy chị T chỉ bị thương tích 2%, nhưng qua hành vi chọn thời điểm đêm khuya, bị hại ngủ say, dùng điện là nguồn nguy hiểm cao độ, chích vào người chị T. Chị T không chết là do hai đầu dây điện bị chập dẫn đến nổ mối nối trên đường dây dẫn vào nhà gây mất điện. Việc này là ngoài ý muốn của Tú, qua đó cho thấy Tú có ý định tước đoạt tính mạng của chị T nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Do đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án trình. Ngày 14 tháng 8, công an thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Phan Định N sinh năm 1997. Nguyễn Đức Tê sinh năm 2004 và Đậu Thị Ly N.L. sinh năm 2004 cùng quê ở Đắk Lắk để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật. Theo cơ quan công an, khoảng đầu tháng 7 2023, có 3 người nữ đến nhờ N đưa vào làm tại một quán karaoke trên địa bàn phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mỗi ngày, khi hết giờ phục vụ khách, N phân công cho T đưa đón 3 người nữ từ quán karaoke về một căn nhà do N thuê. Tại khu phố 4 phường Thế Hòa thị xã Bến Cát. Sau một thời gian làm tại đây, ba nữ nhân viên muốn nghỉ việc nên đã bỏ trốn. Phát hiện các nhân viên bỏ trốn, anh N cùng đồng phạm truy tìm bắt về giam giữ canh gác, không cho ra ngoài và ép ký giấy vay nợ 3,5 triệu đồng một người. Nhận tin báo công an phường Thế Hòa đã kiểm tra hành chính căn hộ cho anh thuê, sau đó đưa tất cả những người có liên quan về trụ sở công an để làm việc. Qua làm việc, nhóm này khai nhận mục đích giữ nhóm ba nữ nhân viên trên là để làm tiếp viên cho quán karaoke và thu lợi nhuận qua hồng. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra thêm. Chiều 13 tháng 8, kết thúc phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, 23 năm tù về tội buôn lậu và tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cũng với tội danh trên, bị cáo Phạm Thấn Lộc và Mai Thị Ngọc Phấn bị tuyên mức án lần lượt là 13 năm và 10 năm tù. Các bị cáo là chủ tiệm vàng gồm Trương Thái Nguyên, Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Dương Công Cường bị tuyên phạt từ 7 đến 10 năm tù về tội buôn lậu. Riêng Trương Văn Liêm, chủ tiệm vàng Trương Liêm bị phạt 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 7 đến 12 năm tù về tội buôn lậu. Theo cáo trạng. Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Thuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái Nguyên và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Phana đang sinh sống tại Campuchia chuyển về Việt Nam. Tuốt, Hía, Phana thuê hạnh vận chuyển tiền đô, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang với tiền công vận chuyển. Cứ 100.000 đô là 70 đô, mỗi ký vàng là 15 đô. Để vận chuyển tiền đô, vàng qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia, Hạnh thuê và phân công các đồng phạm nhận tiền công và vận chuyển đô sang Campuchia, sau đó nhận vàng và vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại cho các tiệm vàng. Khoảng 12 giờ 40 ngày 30 tháng 10 năm 2020, trong quá trình vận chuyển gần 51 ký vàng từ Campuchia về Việt Nam, các đối tượng đã bị lực lượng công an tỉnh An Giang bắt quả tang. Kết luận định giá tài sản xác định tổng số lượng gần 51 ký vàng trị giá trên 71 tỷ đồng. Ngoài vụ án này, tháng 11 năm 2022 Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tiếp đó, hồi tháng 1, bà Trùm bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội buôn lậu hơn 200.000 tấn đường. thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp của chúng tôi những thông tin mới nhất luôn được chúng tôi cập nhật liên tục quý vị cũng đừng quên bấm like đăng ký và đừng quên bật nút chuông để quý vị được thông báo khi chúng tôi có tin mới